Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony Vlog. Chào các bạn. Cái kênh phụ này là 2-3 tuần, có khi 1 tháng mới gần clip. Nói chung là lúc nào tụi mình rảnh thì mới có thời gian để quay video nè. Thì hôm bữa có một lần á, mình quay để up lên kênh Tony TV á, thì có mấy bạn vô thấy chiếc MSX này của mình dễ thương quá. Hôm bữa mình chạy á bạn. Đúng rồi, bạn mới vô comment nói là anh Tony hãy quay một cái clip review chiếc xe lùn của anh đi. Thì đúng rồi, bữa nay có thời gian mình review nè. Hôm nay mới có thời gian. Có rất là nhiều bạn thích nghe, trong đó có mình nữa. Đó. Hôm bữa mình cho thằng Chí nó mượn chiếc xe này để chở bồ của nó, kiểu là lấy le đó bạn. Mấy trẻ trâu. Thôi, nó ít thôi. À đó, thì cái bắt đầu bồ khoái lắm mà có điều bị cái yên nó có chút xíu rồi. Cái yên nó nhỏ quá. Vậy rồi sao bồ rồi? Con bồ của nó mập quá leo lên ngồi á. Được rồi. Nói chung là nó gì nè bạn. Rồi chạy cái gớt nhỏ xuống rồi sao? Gớt xuống dưới luôn. Đó. Rồi bắt đầu chia tay luôn hả? Nhiều quá thôi đó. Xong rồi ngày hôm nay mới review cho bạn xem á nè. Nói chung á là tiếng bồ của nó lực lắm, nó nhỏ chứ nó lực. Nè bạn nghe nè. Đó, nghe tiếng bồ nó không? Thứ nhất chỗ này á, cái đèn rất là đẹp nha các bạn. Đây để mở đèn lên cho các bạn xem. Chạy ban đêm nhìn pha đã lắm. Ở đây, tâm lý của một thằng đổ xe cho biết xe mà các bạn chạy mà tiện lợi nhất á, các bạn khỏi đổ gì chứ. Xe zin là ngon nhất. Cái đó là mình chia sẻ rất là thật lòng luôn á. Các bạn nói mình đạo lý, ok mình đạo lý luôn nè. Rồi thì mình nói á. Thế đó, đổ cho nó đẹp. Lúc đầu là đổ cho nó đẹp. Kiểu như tuổi mới lớn á, đam mê á bạn. Cái đổ xe đổ cho giữ vô, cái đã đợi để chiếc xe ở nhà luôn. Đổ chiếc xe xong ra ngoài đường có một lần chạy qua cái cầu xong công an giao thông thổi cái pép. Đi vô xe anh thay đổi cấu trúc, xe anh nó không đúng màu rồi xong phạt đâu mấy triệu bạc xong để chiếc xe mình á dầm mưa, dãy nắng, nhót ruột nhót ren. Thì đúng rồi, xe mình thay đổi thì phải chịu. Chạy không có gặp công an rồi. Thì mày hên thôi. Vậy tính ra cặp đèn này mày mua như vậy? Đây, cái đèn này mình mua là 12 triệu rưỡi đó các bạn. 12 triệu rưỡi nó đâu có sáng đâu. Chủ yếu nó mắc là do cái độ độc đáo của nó nè. Bên đây một cái thôi, nó đẹp thôi. Nó không có nhiều người có cho nên nó mắc. Vậy cái bô làm sao? Khoảng 7 triệu không? Cái bô này á, bạn nào mà dân độ xe nhìn mới biết nha, mình mua nó là 14 triệu hay 15 triệu gì đó, gấp đôi lần ha. Còn cái cặp mâm này nè là mình rất ấn tượng luôn. Các bạn biết cái dạng cặp mâm đúc này là mâm đúc CNC là mình đặt ở bên Mỹ. Hai cái nó bị kẹt dịch xong mình phải đợi 8 tháng nó mới về Việt Nam. Thì một cái cặp mâm là cái bánh trước bánh sau ở đây là gần 50 triệu. Trời ơi, sao bằng chiếc Winner của người ta luôn mày. Tiếp theo giá trị mà cái chiếc xe này mình độ kiển, mình để ở nhà mình trưng thôi các bạn. Tao ơi, tao thấy năm mày chạy có 2-3 lần biết muốn hết bình luôn. Rồi cái chiếc xe này mới là chiếc xe mà mình thường chạy đi đây đi đó với đi mua đồ này kia nè. Xe chạy đó hàng ngày. Xe này chạy nhiều thì, nhất thì chủ yếu nó có kính chắn gió, mình độ cho nó là hai cái đèn tun để mà ban đêm mình hay đi Sài Gòn đi công tác chứ đi quay phim gặp đối tác khuya bạn là phải mở hai đèn này lên. Giới thiệu cho các bạn biết cái cốp cái thùng đi. cái thùng tao thấy ở ngoài đường người ta làm cái thùng hình cái nó nguy hiểm không ạ? Ok đúng rồi. Sao cái này lão vậy? Cái chiếc xe thường á là cái thùng người ta đổ cái dạng mà cái hình nó bảo hiểm hoặc là cái nồi cơm điện đó. Nhưng mà cái đó là xe thường. Còn như chiếc xe của mình á, nó góc cạnh như thế này nè mà mình đổ cái nồi cơm điện vô trong này thì nhìn nó quế thì sao á. Nhưng mà cái thùng này tụi mình đổ ở trên Sài Gòn nha các bạn. Kiếm ở dưới quê cũng khó kiếm lắm. Là cũng lòi cũng mắc chứ không phải dễ đâu nha các bạn. Độ thì nó phải phù hợp nó mới đẹp. Đây là cái chiếc xe mà ngày hôm nay nó là dây chính. Là nó đã chạy gần 60.000 cây rồi. Chiếc xe này cũng đã có xuất hiện trên kênh Tony Vlog. Chiếc xe này ở đây nè là bán đâu ai mua đâu các bạn. Cho nên hôm nay lấy ra là để muốn nói cho các bạn biết rằng tụi mình đang có cái mục đích là sẽ đưa nó lên Sài Gòn để mà độ nó ở có cái dạng khác á. Là mới độ nó thành Naked Boy. Đó. Vậy tranh thủ cho tao mượn thử cái nghe. Rồi, cứ leo lên thử bình thường mà tới không? Trời ơi, mấy cái dạng xe thể thao này ở đây á là mình khuyến cáo những bạn nào mà lùng cỡ 1.5 m nhường chí á là tao 1.6 lần mày. 1.6 nhưng chí á là rất dễ gây ra tai nạn bởi chống chân tụng. Dối chân tụng khúc gì nè. Đó. Rồi giờ biết chạy không? Chân tới không? Chạy không? Trời ơi cũng được mà hơi dối. Rồi chạy thử biết mở không? Biết mở lên không mày? Rồi biết rồi. Đây. Nhắm chạy được không mày? Ngon chứ. Cẩn thận nghe. Rồi dọn đi. Nó đè tao
Leo lên. Leo lên. Đúng rồi đó. Rồi, tụi mình đã lên tới Sài Gòn rồi nha các bạn. Mướn khách sạn luôn rồi nè. Ở đây là phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha. Kế bên chỗ đổ xe luôn. Đó, giờ tôi tắm rửa xong rồi nè. Giờ đi qua bên kia đổ xe anh em ơi. Ơi khoan, chờ tao tắm chứ. Đi từ Đồng Tháp lên tới Sài Gòn, mặt mày đen thui nè các bạn. Phải tắm mới được. Rồi rồi, tắm nè các bạn. 2 hours later. Tạm biệt chiếc xe nãy đây nha. Rồi, xe để đó, tới thứ mấy? Tới thứ năm. Tới thứ năm là xong ha. Rồi đi vô này mình coi thử mấy chiếc xe đậu nha. Ê, mình để ý mấy chiếc xe bự bự xa xa như vậy nè, chiếc nào cũng cao chân, rồi sao mình chống chân tới chạy được trời. Ba anh em mình sẽ chọn cái nhà hàng để ăn tối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ review những cái món ăn tối nay của tụi mình cho các bạn xem đây nè. Rồi cái chuyến đi lần này mình không lẽ lên đây để đậu xe thôi hả? Thứ sáu mới lấy xe, bữa nay thứ ba rồi thứ tư thứ năm mình làm gì vậy? Bây giờ thứ tư thứ năm mỗi ngày mình quay phim một chỗ up lên kênh tôi TV. Được á. Tao thấy mấy cái clip du lịch của mình, có clip du lịch sở thú nè, rồi du lịch đảo khỉ Cần Giờ, thấy trên 3 triệu view trên đó, mình quay du lịch nữa bây đi. Bây giờ thứ tư á, mày tính quay phim đâu? Anh em có đóng góp ý tưởng nhỉ? Hôm bữa tao coi cái clip thấy người ta nhảy trên cái miếng bạc bự lắm, nhúng vậy nè, xong cái đó là dưới. Cái đó là đi bạc nhúng. Ê, mày biết địa chỉ không? Tao biết nữa. Không biết. Rồi ngày mai đi luôn nè. Rồi còn thứ năm tính đi đâu? Anh em không nhắc đi. Số tiền à, mà số tiền năm nào tao cũng có dịp đi chứ. Tao vậy, tao đi rất nhiều lần. Đầm Sen là chưa đi nè mà không biết là tổng có gì đâu đó. Đầm Sen nữa. Quay vlog lại du lịch hai cái video này up lên trên Tony TV nha các bạn. Hiện tại là tối thứ năm nè, ba anh em mình đang ăn tối thì giờ anh chủ shop bảo là chiếc xe đã đổ xong rồi, giờ ba anh em đi qua lấy đi. 16 triệu. Thôi nó ít thôi. Ở đây nhiều cướp lắm đó. Coi các camera đi. 5 minutes later. Đây, chiếc xe mình sau khi đổ xong nó như thế này nha các bạn. À, rất là đẹp luôn nha. Thấy hình dáng thay đổi hết 80% đó mày. Chạy em hơn. Nhìn khoái quá mày. Sao? Mấy bây giờ mày đổ giùm tao chiếc xe này không đi? Xe này xe gì? Bullet. Bullet ha. Ừ. Đổ làm sao? À, chiếc này giờ anh đổ lên thành chiếc Z1000 được không anh trai? Được nha, em có tiền là được nha. Hả có vậy tiền hả? Là được. Ok luôn, có tiền chứ? Mày có tiền không? Chắc thiếu nợ quá. The next day. Tụi mình như cơn gió đó, tối ngày hôm qua đang có mặt ở chỗ đổ xe ở Bình Tân Sài Gòn, sáng hôm nay có mặt ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Chạy xuyên đêm luôn nha các bạn. Không ngủ luôn á. Về tới đây thì cũng mấy tiếng đồng hồ. Cái chiếc xe này ban ngày nó mới đầy đủ ánh sáng các bạn nhìn nè. Đặc biệt chưa? Đẹp chưa? Đầu tiên là có cái đầu đèn mới độ nè. Đầu đèn. Cánh yếm. Cánh yếm. Bình xăng. Và bốn cái đèn trợ sáng. Đây, cộng đèn trợ sáng đây. Cái đèn xi nhan luôn. Đèn xi nhan cũng mới độ, mới tinh luôn thấy chưa? Đó, vậy đó. Tổng cộng là hết 16 triệu. Đâu 16 triệu 500 ngàn. Tại 500 ngàn quận về bị công an cơ động phạt đó. Ơi, còn tao 200 ngàn nữa chi. Kệ mới hài. Sao? Xe chạy mà bị công an cơ động bắt phạt tiền. Hỏi trong túi mình còn nhiêu tiền đưa ra hết đi. Còn có 400 mấy chục ngàn đưa hết trơn luôn. Còn Chí mới hài bằng Chí nó lùng nó liều chứ. Bị yêu không dí. Bị hai anh cơ động bệnh kỳ luôn. Đang chạy xe bình thường á. Biết chứ tôi đội cái GoPro lên là mấy ông công an đó bắt. Nè chạy nè. Bình thường có năm mấy cây số rồi công an cơ động chạy chiếc xe hơi chạy xuống cầm hai tướng chà bá cầm cây ba chắc bánh chỉ luôn chỉ sợ quá trời luôn. Móc tiền đưa liền. Móc tiền đưa nói sao chi nói sao quá này cái lỗi này này là nói cho rõ đây lỗi này của em có thể phạt từ 800 đến 1 triệu dạ đây anh thương cảm cho em về quê nó đóng tiền phạt nhanh á thôi lên chốt trên có thể là phạt đến 2 triệu được cơ đấy nhiều thế rồi chốt lại là mày đưa mày nhiêu tôi đưa cho 200 rồi thôi thua luôn nói thiệt chứ như mấy anh công an giao thông bắt đi mình đâu có nói đâu. Nhìn công an giao thông bắt nói mình thay đổi có chút xe đi. Đúng rồi. Sửa đầu đèn, đổ bình xăng này kia đi. Mấy ảnh có chuyên môn, mấy ảnh nói chuyện là mình sẵn sàng. Mình nói chung là chịu phạt tiền các bạn. Lần đầu tiên gặp cơ động mà bắt giao thông còn luôn á. Còn này nó thiệt chứ lần này gặp cơ động. Tao là nhà anh cũng có một chiếc xe gì nữa. Hỏi tao chạy tối đa được nhiêu đó. Ừ, có xe mà còn hỏi nữa. Đây đây cái này mình làm chứng nha bạn. Có nha. Anh cơ động đó, ảnh tướng lùng lùng giống như anh Chí vậy đó. Mà anh nói vậy nè. Cái chiếc xe này của em chạy tốc độ tối đa là bao nhiêu nha? Chạy hết ga chưa? Xong cái anh hỏi người ta là chiếc xe này chạy tốc độ tối đa nhiêu. Cái khúc cuối mình đóng tiền xong cái ảnh nói ở nhà anh cũng có một chiếc giống hệt như vậy nè. Thank you.
đãi quá êm luôn mọi người ơi, mười mấy triệu quá xứng đáng. Thì mục đích của mấy anh em mình chuyến đi Sài Gòn này, ngoài cái chuyện đổ xe ra thì còn có quay lại hai cái video là nhảy ở bên Trump Arena và một cái clip bên đầm sen nước. Thì sắp tới trên kênh Tony TV mình sẽ lần lượt up hai cái clip này lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì kết thúc cái video đổ xe này thôi, thì hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh, bấm like với bấm vào cái chuông ủng hộ cái kênh này của mình mau mau được 2 triệu sub nha. Bye bye mọi người, bye bye, tắt máy đi.